Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình đào tạo doanh nhân Impretech được Tổ chức Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD ủy thác cho Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương là đơn vị duy nhất tại Việt Nam triển khai. Và đây cũng là hoạt động được nhà tài trợ SECO Thụy Sĩ phê duyệt hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam trong chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương. Chương trình đào tạo Impretech là chương trình tiên phong của Liên Hiệp Quốc về phát triển năng lực kinh doanh. Chương trình Impretech đầu tiên được giới thiệu tại Argentina vào năm 1998. Cho đến nay, chương trình đã mở rộng hoạt động trên 30 nước ở khu vực châu Phi, Mỹ Latin và châu Á, hỗ trợ hơn 200.000 doanh nghiệp và đào tạo hơn 600 giảng viên. Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Thương mại Phát triển UNCTAD phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương lần đầu tiên đưa ra chương trình Impretech tới Việt Nam từ năm 2010. Đây cũng là chương trình Impretech đầu tiên được UNCTAD triển khai tại châu Á. Theo đó, Cục Xúc tiến Thương mại là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có bản quyền về Impretech tại Việt Nam. Cái ý nghĩa của cái cộng đồng này nó như là một trong những cái tiền đề để chúng ta tạo ra một cái cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai có khả năng thâm nhập thị trường thế giới cũng như là tạo ra cái thế cạnh tranh ở trên thị trường trong nước một cách vững chắc. Chương trình Impretech này sẽ là một cái bước đi và một cái điểm tựa để chúng ta có cái điều kiện đưa doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và hợp tác cùng liên kết với các doanh nhân, đặc biệt các doanh nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn thế giới. Từ năm 2010 đến nay, tại Việt Nam, Impretech đã tổ chức đến khóa đào tạo thứ 22 cho tổng số trên 450 học viên tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước như là Nghệ An, Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng. Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức rất nhiều hoạt động như đào tạo doanh nhân Impretech, chia sẻ thông tin và kiến thức kinh doanh, hỗ trợ chắp mối kinh doanh thông qua các hoạt động cụ thể như hội thảo, hội chợ, chắp mối kinh doanh theo yêu cầu, triển khai tổ chức các hoạt động cộng đồng tư vấn kinh doanh. Trong ngày hôm nay thì các doanh nhân thành viên của Impretech cũng đã quyết tâm là sẽ cùng tạo ra một cái cộng đồng thực sự là gắn kết và hoạt động một cách bền vững. Cho nên là đã ra mắt một ban liên lạc lâm thời gồm các cái nhà lãnh đạo cũng như là các giám đốc các công ty là đã có thành viên của ban liên lạc. Và ngay sau cái ngày hội này thì ban liên lạc sẽ họp nhóm họp và sẽ cùng thảo luận để đưa ra các cái bước triển khai cụ thể trong thời gian tới. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có các cái bước hoạt động là gắn kết đối với các cái cơ quan tổ chức cũng như là các cái hội cũng như là hiệp hội cũng như là các cái tổ chức khác tương đương để chúng ta có thể vừa học hỏi kinh nghiệm vừa hỗ trợ nhau trong kinh doanh. Thì trước mắt là chúng tôi sẽ triển khai theo cái hình thức là cố gắng là xây dựng một mạng lưới cộng đồng doanh nhân thực sự là lớn và đi vào chiều sâu để làm thế nào chúng ta chia sẻ được thông tin và hỗ trợ kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Năm nay Impretech đã tổ chức ngày hội doanh nhân Impretechos Việt Nam lấy mốc là ngày 12 tháng 12 năm 2015 là ngày hội thường niên để các Impretechos họp mặt và chia sẻ kinh nghiệm, giao thương, trao đổi học hỏi lẫn nhau, tạo nên một cộng đồng doanh nhân mang màu sắc tươi mới và sáng tạo, sẵn sàng cùng nhau tiến về tương lai với những khát khao làm giàu cho gia đình và xã hội, đóng góp trí lực, vật lực để chung tay xây dựng đất nước. Trước đấy cũng không có khái niệm lắm về doanh nhân hay là khởi nghiệp, mà làm thì cứ làm thôi, gặp việc thì làm. Nhưng sau khi qua cái khóa học có khoảng 7 ngày đấy thì tất cả các anh chị em trong lớp đều có một cái hứng khởi đặc biệt trong công việc, tức là làm kinh doanh, cảm thấy yêu thích kinh doanh hơn và nói chung là làm công việc cách khoa học hơn, thực sự là khoa học hơn. Tham gia mấy cái chương trình Impretech này thì doanh nghiệp cũng đã được đơn vị hỗ trợ về đào tạo, kỹ năng sản xuất chế biến và xuất nhập khẩu rất là tốt. Kết quả của doanh nghiệp tăng lên gấp 2-3 lần so với những khi trước. Đây là một cái cơ hội rất là tốt cho cộng đồng các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã của tỉnh Lào Cai có thể tiếp cận với một cái thị trường mới, tiếp cận giao lưu với các cái doanh nhân, các cái đối tác, các cái bạn hàng mới trên cái thị trường nội địa Việt Nam. Chương trình này là gắn kết và được sự trợ giúp của cái Impretech của UNTAD. Thế như vậy, tức là nó không phải chỉ là câu chuyện quan hệ giữa doanh nghiệp Việt Nam trong chương trình với kiến thức, với kinh nghiệm, với doanh nghiệp toàn cầu,
mà cái quan trọng là cái ý tưởng kinh doanh ấy, cái sân chơi kinh doanh ấy, là nhìn nó rất là bao quát, nó rất là rộng. Và cái điều này thực sự là cần thiết trong cái bối cảnh hội nhập sâu sắc hiện nay của Việt Nam. Bằng nhiều hoạt động thiết thực và với những giáo trình sinh động được chuyển giao từ chương trình của UNTAD, hy vọng đây sẽ là những công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.